Rồi, thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Chúng ta trong cái video này mình sẽ bắt đầu giúp các bạn giải một đề kiểm tra một tiết lần 1 học kỳ 2 của chúng ta các bạn ha. Sau khi các bạn đã được ôn tập rất nhiều cái nội dung ở trước đây rồi thì sau khi chúng ta giải xong cái đề này thì thầy cũng tiếp tục cho các bạn những cái video ôn luyện để kiểm tra một tiết sắp tới các bạn ha. Rồi, của chương trình học kỳ 2 của chúng ta đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần thứ nhất này. Tại sao có cái phần 2 này? Bởi vì phần lớn các bạn có quá trình mà kiểm tra một tiết, cũng có thể các bạn sẽ có phần nghe, đúng không? Cho nên là phần nghe đó thầy có thể sau này thầy sẽ có những cái video riêng. Còn không, nếu mà thầy vẫn chưa ra những cái video đó thì các bạn cứ nghiên cứu, đọc kỹ, xem kỹ các cái video trong cái danh sách phát hướng dẫn học sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 của thầy đó. Thì những cái unit, ví dụ unit 9, unit 10, 11, 12 đó, thì các bạn xem kỹ các video có phần nghe đó là chúng ta sẽ làm tốt thôi các bạn ha. Các bạn yên tâm. Phần nói cũng vậy, thì trong các cái unit đó, chỗ nào liên quan đến phần nói thì thầy cũng hướng dẫn các bạn học kỹ lắm rồi. Bây giờ chúng ta vào cái phần cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. Bây giờ người ta cho chúng ta một câu là cho 3 phương án A, B, C. Rồi chúng ta sẽ chọn cái từ có phát âm khác so với những chữ còn lại. Ví dụ như phương án A này là cái chữ, hai chữ O này á, chúng ta phát âm là door, door, door. Cái chữ này là floor, floor. Trong khi cái này là school, school, âm u, u này. Vậy thì chữ này là khác biệt nhất. Đó các bạn ha. Đấy, cái cách của chúng ta là như vậy. Tương tự câu 2, nine, nine. Cái này là số 9 này, cái này là cái cửa này các bạn ha, cái trường học, cái nền nhà, cái tầng nhà, cái sàn nhà. Rồi, nine, số 9 này, nine, fine, fine này nhiều nghĩa lắm, tốt rồi đủ thứ hết, tốt, đẹp rồi vân vân. Fine, nine, morning, morning. Thế thì chữ này là khác nhất đúng không các bạn? Rồi, tương tự do, go, to. Thế thì chữ này là khác biệt nhất. Đó, như vậy là dễ đúng không các bạn? Nên những cái chữ cái phần 4 câu đầu tiên này dễ lắm. After, after. Game, game, âm A này các bạn này. A, game, game, game. Day, day, day. After là khác biệt nhất, đúng không? Rồi, như vậy là 4 câu này chúng ta sẽ làm rất là nhanh rồi. Chúng ta đã làm rất là nhanh. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo là kiểm tra ngữ pháp từ vựng chúng ta. Các bạn thấy này, tôi không có. Các bạn cứ để ý any nha. Được, câu phủ định á, thì some á, là chúng ta không có dùng some nha. Đó, câu phủ định hoặc là any. Đó, any hoặc là mà cơ bản là chúng ta dùng any các bạn nha. Any some. Rồi, tôi không có cái gì đó, bất cứ cái quả cam nào, nhưng tôi là có quả táo, tôi là có một vài quả táo thì hợp lý đúng không? Vậy thì chúng ta chọn C là hợp lý. Nè, any some. Tôi không có bất cứ quả cam nào, nhưng tôi có một vài quả táo. Đó, hợp lý. Còn nếu chúng ta chọn chỗ này thì không đúng. Tôi không có bất cứ quả cam nào, nhưng tôi không có bất cứ quả táo này thì càng không đúng không? Càng không đúng. Hai cái này loại. Chỉ chọn là phương án C thôi. Ok. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 2. Rồi, như vậy là câu 1 này các bạn chọn phương án C là ok rồi nha. Câu 2 này. Món ăn, đồ ăn, thức ăn yêu thích nhất của bạn là gì? À, vậy thì còn gì để mà nói nữa các bạn? Quá dễ đúng không? What là gì đó các bạn? Là gì? What is your favorite food? Là món ăn yêu thích nhất của bạn là gì? Ok. Câu 3. Có bao nhiêu quả cam mà cô ta có? Cô ấy có bao nhiêu quả cam? How, đúng không nào? How many oranges? Does she have? Đó, là có bao nhiêu quả cam mà cô ấy có là hợp lý. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 4 này các bạn. Tôi thích một hộp sô-cô-la đúng không? Một hộp sô-cô-la là các bạn chọn A. Đó, a box of chocolate. Ok, tôi muốn một hộp sô-cô-la là a box nha các bạn nhé. Of này. Cô ta cần 1 kg hành mỗi tháng. À, vậy là cô ta cần. Thế thì đi với ngôi số 3 suite này các bạn này. Thì động từ nó phải như thế nào? Đi ngôi số 3 suite đóng từ 0 thâm S nói này, want nói luôn này, chỉ có cái này. Bởi vì đi với ngôi số 3 suite này các bạn, cô ấy cần 1 kg hành mỗi tháng. Ok. Đó, nhớ để ý động từ ngôi số 3 suite là chúng ta làm được ngay. Câu số 6. Would you like carrots, Nam? Bạn có thích cà rốt không Nam? Bạn Nam trả lời sao? Không, tôi không thích. Đây, đó, tôi không thích, tôi không muốn. Đó, ok, hỏi would này thì mình trả lời would. À, ha. Rồi. Câu tiếp theo là cô ấy muốn cái gì các bạn? Đây, nước khoáng, nước khoáng. Thế thì nước khoáng có đếm được không? Không đếm được. Không đếm được thì không có mạo từ ở hàng an ha, loại nha. Còn đây câu khẳng định thì không thể dùng any được, loại luôn. Any chỉ có dùng câu hỏi hoặc là câu phủ định các bạn nha. Vậy thì chỉ còn cái này, some. Đó. Cô ấy muốn một ít nước khoáng. Đó, vậy đó các bạn loại trừ dần. Câu số 8 này các bạn. Rice này là cơm gạo á, cơm gạo này đếm được không? Không đếm được, không đếm được thì how many là loại này. Đó, how bao cũng có thể. Thế thì Lan muốn bao nhiêu gạo thì how much các bạn nha. How much rice does Lan want? Bao nhiêu cơm cũng được nha. Đây cơm cũng được, cơm gạo thì được hết. How much các bạn ha. How much rice does Lan want? Ok. Bây giờ câu số 9. Bạn cần cà phê như thế nào đúng các bạn? How often đúng không? How often đi liền với nhau này. Xin lỗi các bạn. Cái chỗ này nếu người ta bảo là bạn uống và cà phê như thế nào thì được, nhưng bạn cần bao nhiêu cà phê? Đó. Cà phê này là không đếm được. Đó, 1 ly cà phê, 2 ly cà phê thì được, nhưng bao nhiêu cà phê thì nó là chung là không đếm được. Không đếm được là how much các bạn nha. Đó. How much coffee do you need là hợp lý. Nếu cà phê này nếu mà chúng ta gọi là 1 ly cà phê, 2 ly cà phê thì đếm được, nhưng mà nói cà phê chung là không đếm được, mà không đếm được là dùng much. Many là loại này, pha là cả loại luôn, often loại luôn, chỉ có much thôi các bạn nha. Rồi câu số 10. Câu số 10 là người ta hỏi gì? Là cô ấy dự định ở lại ở đâu đúng không? Cô ta dự định ở đâu đó? Nè, in a hotel là trong một khách sạn. Thế thì chắc chắn là where rồi. Đó, cô ấy dự định ở đâu, ở lại đâu đó các bạn ha. Đó, nhớ cái cách mà người ta trả lời thì khi đó chúng ta mới chọn được câu hỏi được. Rồi câu 11. Anh ta sẽ đi đến Hà Nội bằng máy bay đúng không? Bằng máy bay là by plane nha, nhớ nha. Bằng tàu lửa là by train, bằng xe hơi là by car, nhưng mà đi bộ là on, nhớ nha, đi bộ on foot chẳng hạn, thế là on foot các bạn nha. Nhưng mà đi các cái phương tiện á, là chúng ta chọn by. Ok. Câu 12. Mai is so sánh hơn này. Mai so sánh hơn thì mai thì cái chỗ này các bạn để ý này. Cái chữ happy ấy là dùng như tính từ ngắn nha các bạn nha. Suy ra chúng ta chọn D này. Đây, cái chữ happy á, mặc dù nó là hai âm happy, hai âm là dài rồi, nhưng nó là trường hợp đặc biệt, không có xem nó là như tính từ dài được, mà nó là tính từ ngắn. Mà có tính từ ngắn thì đi với công thức so sánh hơn này, tính từ ngắn thêm er và then đó, và y dài đổi thành y ngắn thêm er này. Còn nếu mà những tính từ dài là more, tính từ dài rồi then, nhưng happy lúc này nó là trường hợp đặc biệt, người ta vẫn xem nó như là tính từ ngắn các bạn nha. Đây là một câu rất là mẹo đó các bạn. Nhiều bạn sẽ làm sai câu này nếu không để ý chữ happy các bạn ha. Rồi, như vậy là chúng ta chọn câu D, câu 12. Câu 13 là gì? Anh ta đi học đến trường như thế nào? Để có cái câu trả lời này thì mình mới hiểu như thế nào được. Anh ta đi bộ. Vậy thì hỏi như thế nào là phải là how. Đó. How does he go to school? Anh ấy đi đến trường như thế nào? Thì chỗ này người ta mới trả lời là tôi đi bộ này. Đó, anh ta đi bộ này. Đó các bạn nha. Nhớ cái cách người ta trả lời để chúng ta chọn câu hỏi cho nó hợp lý nha. Câu 14. Có một cái cửa hiệu ở bên cạnh next. Phải tìm giới từ true cho thầy. Đây, true. Next, true. Nó đi liền với nhau. Có một cái cửa hiệu bên cạnh cái hồ. Ok. Câu 15. Có cái gì 10 lớp học trong trường của tôi? Trong trường của tôi. Nhớ 10 lớp học là số nhiều. Số nhiều is là loại này. There là there are nha. Chứ không phải there have các bạn nha. Ok. Bỏ. Chọn A là hợp lý các bạn nhé. Rồi, đó là câu 15. Câu 16 của chúng ta, bạn Hùng đang xem tivi lúc này này, đây, ngay bây giờ là có dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Ngay bây giờ hoặc là lúc này thì hiện tại tiếp diễn là đây. Đó các bạn ha. Đây, bạn Hùng đang xem tivi. Ngay bây giờ bạn Hùng đang xem tivi. Ok, như vậy là 16 câu đầu tiên của cái đề kiểm tra một tiết lần này cũng đã kết thúc. Và phần này chúng ta tạm dừng tại đây trong video này. Video sau mình sẽ phần 2 của video của cái đề này thì chúng ta sẽ bắt đầu cái phần luyện đọc các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở phần 2 của video này, của cái đề này. Cảm ơn các bạn.